Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa mới phát cảnh báo trong tháng 8 là cả nước cần tiếp tục cảnh giác các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông mạnh, lốc xoáy và gió mạnh trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tháng 8 tiếp tục là tháng 9 của mùa mưa tại khu vực Bắc Bộ, nên khu vực này tiếp tục có cái đợt mưa lớn. Vùng núi phía Bắc đề phòng mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và trượt lở đất đá, vùng trũng đề phòng ngập úng. Các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra từ 1 đến 2 đợt nắng nóng. Trong tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền khoảng 1 cơn. Do gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình, nên khu vực Nam Bộ lượng mưa trong tháng có xu hướng xấp xỉ trung bình, ngoại trừ khu vực Tây Nguyên có khả năng thấp hơn mức trung bình.